Những người mang tần số thứ 10 là nhiều kiếp trước có tu rồi phải không? Cái đó là đương nhiên rồi. Người đó là ta muốn giải thoát mấy đời mà ta không giải thoát được, giờ nghe đụng ta dính liền. Mà tần số thứ 10 đó thì đa số là trên cực lạc xuống, được qua khai kiến Phật rồi đó, người ta đã xác nhận có cái bằng cấp rồi đó, có cái bằng cấp ở cái kia rồi đó. Rồi có hỏi gì? Dạ câu tiếp theo. Thưa bác, một người trước đây muốn được giải thoát nhưng không có ai chỉ đường, nên khi chết đi họ đi vào loài cô hồn. Vậy bây giờ người đó phải làm thế nào để được quay trở lại dòng tộc để gặp được pháp môn Thiền Tông ạ? À? Thôi không, muốn mà làm cái vô dòng tộc thì nó do cái phước dòng tộc thôi. Còn muốn mà hiểu được cái Thiền Tông này không thể nào hiểu được. Anh muốn hiểu Thiền Tông, thứ nhất Thiền Tông phải công bố ra, thứ hai anh phải có công đức, thứ ba anh được A Di Đà thọ ký qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, anh mới trở lại làm người được. Còn bằng công anh có lưu lạc rồi hoài hết con này cái con kia rồi, kể cả làm người mà không cách nào vô làm người thì chắc chắn là phải đi theo cái đạo mê tín, không có thể vô cái đạo Thiền Tông được, vô đạo Phật được, nhưng mà phải là đạo mê tín, đạo vật lý á, Thiền Tông không thể vô được. Thiền Tông khi nào anh có công đức anh mới vô được, hoặc là anh được Đức Phật A Di Đà thọ ký anh mới vô được thôi. Có hai trường hợp đó thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Duyên gì mà con lại gặp được và đưa sách cho một người mà người này có thể hiểu được tất cả về Thiền Tông? Cái người đó đưa cho người ta hiểu, cái người đó trong tiền kiếp họ nó có công đức rồi, ít nhiều thôi. À, tiền kiếp mà không có công đức đưa sách họ chửi liền, hoặc là đã nói rồi, hoặc là từ cõi trời tịnh độ được Đức Phật A Di Đà thọ ký bằng câu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, nghe giáo lý và quyền ký Thiền Tông dính dịch hút vô liền, nó hút vô. Rồi hỏi tiếp. À, ngộ thiền thì xuống đây tiếp nhận Thiền Tông rất dễ. Vậy những người không ngộ thiền thì tái sanh lại làm người thì cuộc sống và tính cách của họ có gì khác lạ hay không? Mấy người ở tịnh độ mà hết phước xuống đây nên nhớ rằng tất cả những người cõi trời xuống đây tuy họ có nghèo giàu không ngờ biết, như cái phong cách họ rồi, cái tánh trời nó vẫn còn, nó tao nhã mà, nó tánh trời. Còn mà những người mà không có ngộ thiền phải tự xuống đây rồi đi vào dòng tộc, rồi tự đi theo cái nhân quả bình thường. Đặc biệt đó là khi mà ngộ thiền đó thì được Đức Phật A Di Đà gửi cho mấy ông thần thừa hành ở đây này, ông Phật thần Phước Tiện, để chi? Để bởi vì trước khi nó chuẩn bị là cái Thiền Tông công bố ra thì ông A Di Đà mới, bây giờ bắt đầu nó chuẩn bị còn mấy năm nữa đó nó công bố, thì trên này mới cho xuống để sanh vào cái nước mà công bố. Vì thế mà nước mà công bố thì cái người nước đó tu Thiền Tông rất nhiều. Nó mình là người Việt Nam có cái phước là được hưởng được cái Thiền Tông này. Giờ để ý đi, bây giờ mình không nói các đạo khác, đạo thần, đạo thánh mình không nói, nhưng mà cái đạo Phật duy nhất chỉ có người Việt Nam mới hiểu cái Thiền Tông. Đạo Phật Thái Lan không biết, Mã Lai không biết, Lào, Ấn Độ không biết, à, Campuchia không biết, à, mình may mắn, người Nhật không biết, người Hàn Quốc không biết, mà duy nhất chỉ có người Việt Nam may mắn là được. Là hiện giờ mình tính ra đó là yếu chỉ Thiền Tông là trên 7.000 người, Phật gia trên 1.500 người rồi. Đó, mình có may mắn. Bây giờ mình sẽ tự hỏi chứ, bây giờ cái danh từ mà Thiền gia hoặc Phật gia tìm các nước thế giới không có. Những nước Trung Quốc, nước Hàn hoặc là nước Nhật hoàn toàn họ rất lạ, là họ nghe trong kinh có cái câu này. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vẫn có nói nhắc đến cái thiền gia nha.
Nhưng mà hoàn toàn mấy nước kia nó nghe chứ nó không hiểu cái thiền gia là cái trình độ như thế nào. Phật gia trình độ nào nó không hiểu. Mà bây giờ nếu mà người nào mà ở Việt Nam mà có tu thiền tông thì người ta biết rằng thiền tông có ba cấp: Phật tử, Phật gia và thiền gia. Duy nhất chỉ người Việt Nam mới hiểu này. Mà người Việt Nam chỉ là người tu thiền tông mới hiểu cái này. Chứ còn nếu mà đi hỏi mấy ông tiểu thừa hỏi về thiền gia gì hoàn toàn họ không biết. Kể cả mấy ông thiền sư hỏi thiền gia mà ông không biết luôn. Chứ đừng có nói, mình giờ cũng may mắn. May mắn là được gặp được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin hỏi thầy là những người mà được từ cõi Phật A Di Đà mà trở xuống đây để mà tu cái pháp môn thiền tông này á, thì có cái hiện tượng gì khác bình thường với những người bình thường mà trong giấc mơ thường thấy không ạ? Này không có giấc mơ vậy đó. Tất cả những người trên mà cõi A Di Đà xuống đây vừa nghe nói thiền tông thích chạy lên đi tu liền, từ đó tìm hiểu liền. Cái đó là gọi là ông Lục Tổ gọi là nó có cái mầm Phật á, có cái mầm. Mình ở đây gọi là có cái mầm thiền tông, nghe thiền tông hút vô liền. Nó khi mình đọc sách thiền tông, nghe giải đáp diễn đàn hay lễ truyền thiền thì mình bị sức hút. Vậy sức hút này là gì thưa thầy? Cái đó là trong người mình nó đã có công đức, tất cả những người vào đây đều có công đức hết mới vô thiền tông được. Còn không công đức thì phải được A Di Đà thọ ký qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Mới cái lực hút của điện, cái lực hút của thiền tông này mới được. Còn hoàn toàn mấy người âm hoàn toàn không lưu hút. Âm là gì? Cúng tụng lại lục cầu xin, cái đó là âm đó. Làm cái chuyện mê tín gọi là âm. Nó là thế giới này dương là không mê tín mà nó thoát ra ngoài mà nó nói theo cái chuyện trên trời đất là cái đó là dương của thế giới này. Còn mà làm những cái chuyện mà cầu xin lại lục nó nằm cái âm ở thế giới này. Bởi vì nó hay, nó phân cách. Thế giới này là thế giới âm dương. Âm là anh đi sát, cúi đầu lại người ta là âm. Còn dương, ngẩng cái đầu đi, không dòm ai hết đó, là dương. Thế giới này nó là vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Những người tiếp tu đón nhận tu tập pháp môn thiền tông thì người này, những người này đều là những người đã kiến tánh ở cõi Tây Phương tịnh độ của Phật A-di-đà. Vậy thưa thầy, có trường hợp nào chưa kiến tánh xuống làm người rồi tiếp tục đi luân hồi và mà bây giờ gặp được pháp môn thiền tông tu tập không ạ? Nếu một là được Đức Phật A Di Đà thọ ký, hai là mình đã có công đức mới vô tu được này, ba coi chừng vô phá vô coi chừng thấy hay quá vô phá kiếm chuyện phá vậy thôi. Nhưng mà tôi không nói ai. Ai phá tự mình biết, nhưng mà tôi không dám nói nha. Nên nhớ cái này cái giống như bên nước ngoài đó, mình cũng vô đó, vô cái rạp hát đó mình nghe sự thật, họ không nghe, họ vô họ tìm cái gì vậy? Họ tìm khác. Thì vô đây vô thiền tông cũng vô tìm cái gì vậy? Tìm cái sơ hở gì á để mà dẹp cái này, nói thật. Hoặc là tìm cái cách để nó đúng là muốn phá cái này thôi, đủ mọi cách. Chứ không phải mà nghe thích hết đâu. Đó, mình phải để ý tới cái chỗ đó đó. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Có nhiều người muốn được giải thoát, họ đã gặp được pháp môn thiền tông, họ cũng đọc sách nghe máy, nhưng đọc và nghe hoài không hiểu được, không nhận được gì cả. Như vậy là vì sao? Có phải vì căn tính chậm hoặc là do nơi họ không có chút công đức nào nên không thể lãnh hội được pháp tu này? Tất cả những người mà muốn vô cái thiền tông anh phải có công đức hoặc là A Di Đà thọ ký, có hai con đường đó thôi. Còn không được cái này thì hoàn toàn tất cả dù có cố gắng cỡ nào là do cái thánh nó ẩn trọng hết rồi. Thánh ở trong người mình hết rồi. Đi ra ưa nói chuyện trên trời đó là mấy ông thánh đó. Thánh suối mình làm á. Thấy không? Thành ra nó khó gặp. Bây giờ thành ra muốn vô cái thiền tông rất khó chứ không phải dễ đâu. Một phải có công đức, hai là phải thọ
A Di Đà thọ ký qua khai kiến Phật. Còn nếu mà không có này khó vô, đọc thì cho nó vui thôi chứ được, mở ra không làm gì được hết, bởi nó khó. Vì thế mà ông Phật nói là một triệu người có một người tu thành công thôi. Mà thường thường thì nói mà khi đã lọc tới mà truyền thiền 100 người còn có được vớt được có 5 người, 3 người thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ,